xong rồi đưa vô bệnh viện ngay ngày lễ nữa, nhưng mà bác sĩ vẫn có làm việc, vẫn hỗ trợ nhiệt tình, tiêm phổi cho bé. Sau đó thì bé bị viêm phổi, bác sĩ cho nhập viện lại theo dõi cũng được 4 ngày, 5 ngày thì kết quả là bé đã đỡ nhiều rồi, bây giờ vẫn còn tiếp tục điều trị cho hết. Rồi bác sĩ cho là trong quá trình ở đây thì cũng thấy là phục vụ, các cô phục vụ rất là ok, các cô y tá hỗ trợ bé nhiệt tình. Bé còn nhỏ, cái bé nó nhỏ quá nên là mỗi lần tiêm vô đau thì các cô cũng nhẹ nhàng, cũng nói chuyện với con cho con đỡ đau. Rồi bác sĩ khám thì rất là nhiệt tình, một người phụ nữ hỏi thăm và đi khám kỹ cho bé, nếu mà có vấn đề gì thì bác sĩ sẽ cho thêm điều trị, giống như là cho bé đi một lý trị liệu để khỏi tống đàm ra ngoài. Cảm ơn các bác sĩ y tá ở bệnh viện quốc tế đã hỗ trợ nhiệt tình trong quá trình mà bé nằm viện ở đây.